Kính chào quý vị, bà con, cô bác. Lời đầu tiên, Hasuko gửi lời cảm ơn quý vị đã xem video. Và ngày hôm nay, Hasuko chia sẻ đến quý vị với một cái chủ đề rất là tuyệt vời đối với phụ nữ của chúng ta, đó là đàn bà hơn nhau ở bản thân mình. Thì trước đây chúng ta vẫn hay nghe cái câu là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Thì điều này, đối với các nước phương Tây thì Hasuko không thấy điều này. Nhưng với các nước châu Á hay là Việt Nam chúng ta nói riêng thì cái câu đàn bà hơn nhau ở tấm chồng thì chúng ta nghe rất là nhiều. Tại vì cái văn hóa khác biệt giữa phương Tây và phương Đông cho nên nó đưa ra cái câu chuyện này. Có nghĩa là người phụ nữ của chúng ta là thứ yếu và người phụ nữ của chúng ta lại phải dựa vào một cái người đàn ông hay là dựa vào một người khác để chúng ta tốt hơn. Thì điều này đối với xã hội hiện đại thì có đúng hay không? Và hôm nay có một cái bài viết, thì cái bài viết này là một cái thông tin sưu tầm thôi. Có một cái tựa đề rất là hay, đó là đàn bà hơn nhau ở bản thân mình. Và Hasuko thấy điều này rất là thú vị. Và trong những cái video trước đây thì Hasuko cũng chia sẻ rất là nhiều về cái chủ đề giúp cho chị em phụ nữ tìm kiếm bạn trai trên mạng, tìm kiếm cơ hội định cư Mỹ bằng hôn nhân. Rồi Hasuko vẫn hay nói cái câu là chúng ta phải là người phụ nữ độc lập, tự chủ, rồi chúng ta chủ động tìm kiếm hạnh phúc của mình, thay vì chúng ta ngồi dưới một cái gốc cây, chúng ta chờ sung nó rụng, hay là chúng ta cứ hay hát cái bài duyên phận, có nghĩa là phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Thì đối với cái bài hát này, Hasuko vẫn hay nói rằng tại sao lại thê thảm như vậy, có nghĩa là cái người phụ nữ này không có được một cái người yêu. Thì một câu nói đùa như vậy thôi, nhưng trở lại cái chủ đề ngày hôm nay thì các quý anh có thể cân nhắc trước khi xem, đó là đàn bà hơn nhau ở bản thân mình. Thì người ta thường nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Và tôi nghe hoài những điều này từ khi còn bé, khi mà người này dạy con gái của họ rồi người khác cũng theo đó mà nói với những đứa con gái còn lại. Và đối với thời điểm hiện nay, khi tôi đã được cơ hội sinh sống ở một nước dân chủ, là một cái nước văn minh, đó là Mỹ, thì tôi mới thấy rằng là cái điều này thực sự là ấu trĩ. Và tôi luôn tin tưởng một cách chắc chắn rằng đàn bà hơn nhau ở chính bản thân mình. Ngoài ra thì chẳng có điều gì có thể mang ra làm thước đo cả. Và Hasuko vẫn hay nói rằng có kiến thức vẫn hơn là không có kiến thức, có kỹ năng vẫn hơn là không có kỹ năng. Cho nên một người muốn thành công, một người muốn làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, trước hết là chúng ta phải trang bị cho chúng ta kiến thức cũng như kỹ năng để chúng ta sàng lọc, để chúng ta lựa chọn được những cái gì tốt cho cuộc sống của chúng ta. Và chắc chắn khi chúng ta làm điều tốt, giống như chúng ta trồng cây đậu đen thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái kết quả là cái cây đậu đen. Còn chúng ta trồng cây táo thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được cây táo. Và đó là một cái quy luật rất là logic. Và tiếp theo câu chuyện đàn bà hơn nhau ở bản thân mình thì mời quý vị tiếp tục nghe video nhé. Và tôi tin giữa cuộc sống hiện đại này thì hơn nhau có chăng là tự chính mình đã yêu thương và dành tặng cho bản thân những điều tốt đẹp ra sao, chứ chẳng phải thứ vật tân trang hay gọi đó là chồng. Và Hasuko vẫn hay nói người đàn ông hay là người yêu thì chỉ là một cái vật thể sống động bên cạnh cuộc đời của chúng ta, chứ không thể là niềm vui hay là nỗi buồn của chúng ta được. Tại vì đời sống là của chúng ta, niềm vui, nỗi buồn là đầu tiên là chúng ta phải tìm thấy niềm vui ở bên trong con người của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy cuộc đời này thật là tuyệt vời, đúng không quý vị? Và bởi nếu thế, những người không kết hôn hóa ra là những kẻ thua cuộc hết hay sao? Nếu chúng ta xem người chồng là vật tân trang hay là một cái điều gì đó mà chúng ta hay nói rằng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Và các bạn tin tôi đi, kết hôn hay không chẳng làm chúng ta tốt hơn, cũng không khiến giá trị bản thân chúng ta tăng lên chút nào. Đừng cho rằng lấy được người có gia cảnh giàu có làm chồng thì chúng ta sẽ phần nào được thơm lây. Mọi điều đều có mặt trái của nó, và chúng ta sẽ phải chung sống với những thứ ấy nếu mặc định rằng chúng là thứ làm nên giá trị của chúng ta.
Và tôi tin rằng một người đàn bà có học thức sẽ hơn một người đàn bà chỉ biết lầm lỗi trong chuyện nội trợ. Tôi tin rằng một người đàn bà hiểu chuyện chính sự sẽ hơn một người đàn bà chỉ ngày đêm loan quan đôi câu chuyện trong nhà ngoài ngõ hay càm ràm chuyện chồng con. Tôi tin rằng một người đàn bà độc lập tài chính sẽ hơn một người đàn bà hàng tháng chờ chồng chu cấp chi phí sinh hoạt cho gia đình. Tôi tin và tôi tin một người đàn bà biết yêu thương mình là người đàn bà chẳng bao giờ chung sống với sự phụ thuộc hay kìm hãm bản thân nào cả. Bởi thế, đàn bà hơn nhau ở chính mình. Đàn bà vốn dĩ ai cũng mong muốn một cuộc đời ấm êm hạnh phúc, nhưng những điều tốt đẹp luôn cần có những cái giá tương xứng. Và cho đến khi bản thân nhận ra rằng đàn ông đến sau cùng chỉ là đối tác trong cuộc đời, thì người ta mới thôi ảo tưởng về một người chồng, người cha hay người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Chẳng ai hoàn hảo và chẳng ai có trách nhiệm phải đối tốt hay yêu thương chúng ta như chính chúng ta phải yêu thương chúng ta. Và tôi luôn khắc ghi một câu nói vô tình nghe ở đâu đó: chỉ có ba mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện, tất cả người khác phải có điều kiện mới yêu thương ta. Nếu chồng bạn từng yêu thương, chiều chuộng bạn rất nhiều, thì có lẽ có điều gì đó nơi bạn mà người ấy cho rằng những yêu thương kia là tương xứng. Có thể bạn đẹp, có thể bạn giàu, có thể bạn tài năng. Nhưng khi tất cả đi qua, khi bạn không còn xuân sắc, khi bạn mất đi của cải, khi bạn không may xa cơ, thì liệu họ còn thật sự yêu thương bạn như ngày xưa? Và chúng ta đừng sống trong những giấc mơ màu hồng với chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đón bạn về lâu đài cổ tích. Tại sao hoàng tử phải chọn một cô lọ lem mà chẳng yêu một nàng công chúa khác? Chẳng qua vì đó là câu chuyện cổ tích các bạn ạ. Thế nên chúng ta hãy sống sao cho có thể ngẩng đầu nhìn đời. Có hay không có hoàng tử thì bản thân chúng ta cứ nàng công chúa xinh đẹp. Nếu có hoàng tử, bạn sẽ thành hoàng hậu. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ thành nữ hoàng. Giữa một người cai trị muôn dân và một người chỉ là thứ yếu bên cạnh một người đàn ông thì bạn chọn điều gì? Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông. Họ yêu thương bạn khi bạn có lý do gì đó để họ yêu thương, nhưng bản thân ta thì không. Nếu một ngày cả thế giới này quay lưng lại với bạn, thì chính bản thân bạn phải là điểm tựa vững chắc nhất cho chính mình trong những ngày giông tố. Đàn bà hơn nhau ở chính mình, đàn ông chỉ là đối tác cuộc đời, và có hay không cũng không phải là điều cần bận tâm. Hơn hết mọi điều, bạn cần biết là phải yêu thương chính mình. Phải yêu thương chính mình, quý vị nên nhớ rõ điều này nhé. Và trong những cái video trước đây, Hasuko đã chia sẻ rất là nhiều về kinh nghiệm tìm kiếm bạn trai trên mạng, tìm kiếm cơ hội định cư Mỹ bằng hôn nhân. Thì Hasuko vẫn hay nói với các bạn rằng chúng ta hãy là nàng công chúa ngồi trong tòa lâu đài chờ các chàng hiệp sĩ leo lên. Và trong thời gian ngồi chờ đợi các chàng hiệp sĩ leo lên thì chúng ta phải là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và yêu mến bản thân mình. Có nghĩa là chúng ta phải là một người phụ nữ quyến rũ. Và một cái video về bí quyết làm một người phụ nữ quyến rũ thì Hasuko cũng đã chia sẻ trong kênh Hasuko USA. Và bản thân Hasuko thì rất là hay đọc những cái thông tin của MC Ngô Như Quỳnh, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và nhà văn Trang Hạ. Vì ba người phụ nữ này là ba người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và yêu thương bản thân mình và đã tạo ra rất là nhiều cái năng lượng tích cực, thì chúng ta tìm kiếm đến hoặc là chúng ta tiếp xúc với những cái năng lượng tích cực thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái sự tươi vui. Và cô nhà văn Trang Hạ, cô đã nói như thế này: nước mắt đàn bà dường như chảy quanh đâu đó ở cuộc đời này chứ chưa bao giờ thôi chảy. Và cô Trang Hạ đã nói như thế này: hãy tặng cho phụ nữ cuộc đời của cô ấy một cuộc đời tự chủ, độc lập, tự tại, tự tin với những giá trị của mình. Có được nó, phụ nữ cũng không cần ngồi chờ đợi người đàn ông mang quà đến tặng cho chúng ta, cũng chẳng cần phải đợi tới ngày 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3 hay bất cứ ngày nào khác mà chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí hạnh phúc ấy là hạnh phúc cả cuộc đời chứ không phải đôi ngày trong năm. Cuộc sống của chúng ta chính là một món quà quan trọng nhất. Vậy thì tại sao chúng ta phải chờ đợi một ai đó tặng? Rất là tuyệt vời đúng không quý vị?
Và đối với nhà văn Trang Hạ, một cuộc sống hạnh phúc là một cuộc sống không phải mang vác theo số phận mình những kẻ không xứng đáng, những kẻ bội bạc, những kẻ trăng hoa, những kẻ ích kỷ, ỷ lại, thậm chí là những kẻ lấy danh nghĩa tình yêu để bắt cóc bạn. Khi chúng ta đã để người khác quyết định số phận của chúng ta, rồi thì cả cuộc đời của chúng ta sẽ không còn quyết định nào là của chính mình nữa. Phụ nữ cũng chẳng nên lo lắng về hạnh phúc của bản thân bởi mình không thể thay thế ông trời được. Nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân để trở thành một người phụ nữ tốt hơn, hấp dẫn hơn, thông minh và giỏi giang hơn. Rồi chúng ta tìm thấy giá trị trong đời sống của chính mình, chứ không phải tìm ra giá trị của mình qua đánh giá của người khác. Và trong cuộc sống thực tế, Hasuko cũng biết những người bạn, có những người yêu hay là có những người chồng, thì khi mà kết hôn hay khi là yêu người đàn ông đấy, thì gần như người phụ nữ đấy không còn là chính mình nữa. Tại vì người phụ nữ đấy bị cấm đoán nào thì không được xài Facebook, không được gặp người này, người kia, và xem như là cái người phụ nữ đấy là một cái vật sở hữu của người đàn ông đấy. Thì Hasuko không hiểu là cái tình yêu đấy gọi là tình yêu gì, gọi là tình yêu chiếm hữu, hoặc là cái người phụ nữ của chúng ta vẫn hay nói rằng là cái người đàn ông đấy chắc là vì yêu mình cho nên là họ muốn chiếm hữu mình. Và cái người phụ nữ gần như là nhiều người vẫn chấp nhận những cuộc tình như vậy hay là những cuộc hôn nhân như vậy. Thì đối với quan điểm của Hasuko thì bất cứ trong trường hợp nào mình vẫn là chính mình. Thì đó mới là cái điều mà làm cho cuộc sống của mình nó cảm thấy nó có ý nghĩa và tuyệt vời hơn, đúng không quý vị? Và cuối cùng thì đàn bà hơn nhau là ở chính mình, đàn ông chỉ là đối tác cuộc đời. Và có hay không cũng không phải là điều cần bận tâm. Hơn hết mọi điều, chúng ta cần biết là phải yêu thương chính mình. Và Hasuko rất là mong cho tất cả các chị em phụ nữ chúng ta sẽ tìm được thấy hạnh phúc, tìm thấy niềm vui trong cuộc đời này. Và một lần nữa, Hasuko cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc cho quý vị có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn cho cuộc sống. Và quý vị đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko USA nhé. Mỗi một cái kích chuột của quý vị làm Hasuko có nhiều động lực hơn để làm nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.